Siêu bảo mẫu thu nhập tiền tỷ nhưng muốn bỏ của chạy lấy người, trải nghiệm kinh hoàng mang tên sống chung với nhà giàu. Làm vừa lòng giới thượng lưu đâu có dễ dàng, không ít bảo mẫu đã trải qua chuỗi ngày tháng tồi tệ vì vỡ phải gia chủ oái oăm. Nghề bảo ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là với những gia đình có điều kiện. Chúng ta vốn hay lầm tưởng công việc trông trẻ rất đơn giản, chỉ cần gọi đám trẻ dậy và cho chúng ăn, còn được sống trong những căn nhà khang trang rộng rãi. Nhưng làm vừa lòng giới thượng lưu đâu có dễ dàng, không ít bảo mẫu đã trải qua chuỗi ngày tháng tồi tệ vì vỡ phải gia chủ oái oăm. Giới siêu giàu thuê bảo mẫu siêu giỏi. Rebecca một người phụ nữ Anh, đã ứng tuyển làm bảo mẫu của một gia đình giới thượng lưu với mức lương siêu khủng. 100.000 USD, khoảng 2,3 tỷ Việt Nam đồng cô tìm thấy công việc này thông qua trang web cung cấp các dịch vụ chăm sóc trẻ em. Trước kia, công việc chăm sóc trẻ khá đơn giản và chỉ xoay quanh vệ sinh cá nhân. Ngày nay, siêu bảo mẫu hiện đại được yêu cầu khắt khe hơn nhiều. Họ phải có bằng về tâm lý giáo dục, được đào tạo hoàn hảo về mọi mặt. Giới siêu giàu sẽ cần những bảo mẫu siêu giỏi, có bằng thạc sĩ từ những trường đại học lớn như Oxford hay Cambridge. Không chỉ vậy, bảo mẫu còn cần có khả năng thể thao tốt để huấn luyện cho con họ. Cũng có những gia đình yêu cầu bảo mẫu phải thông thạo ít nhất 3 ngôn ngữ, biết chơi hai nhạc cụ, đam mê trèo thuyền và quần vợt, yêu thích lịch sử nghệ thuật hoặc võ thuật. Những bảo mẫu với CV không ấn tượng gần như không có cơ hội được nhận vào những gia đình này. Rebecca bắt đầu làm tìm kiếm công việc bảo mẫu vào năm 2010 sau khi chuyển tới London để làm việc. Mẹ của Rebecca khuyên cô hãy tìm một gia đình tử tế ở Clapham, nhưng cô rất tò mò về cuộc sống của những người siêu giàu nên quyết định sẽ làm bảo mẫu cho những gia đình đó. Một người giấu tên đã đăng tải bài viết về mong muốn có một bảo mẫu chăm sóc bốn đứa trẻ. Người trông trẻ có quyền sử dụng xe hơi đắt tiền của gia đình, các hãng xe Porsche, Range Rover, Maserati và được ăn những bữa ăn do đầu bếp có sao Michelin nấu. Siêu bảo mẫu thì cũng cần trải qua những vòng phỏng vấn khắt khe. Zebeca đã được mời tới một căn biệt thự tại phía Tây London để phỏng vấn. Nữ chủ nhân của ngôi nhà là một người Anh gốc Nga sang trọng. Bà yêu cầu bảo mẫu phải dậy sớm vào mỗi buổi sáng để rưỡi tóc cho con gái của bà. Zebeca đã tưởng bà nói đùa, nhưng không, đây là công việc nghiêm túc. Ngoài ra, bảo mẫu còn phải tư vấn về các bữa ăn có chỉ số đường huyết thấp, đến trường với những đứa trẻ và cùng chúng tham dự những lớp học thêm với gia sư riêng. Nhưng Rebecca không có được công việc này, họ đã từ chối cô và thuê một bảo mẫu khác có bằng thạc sĩ từ Đại học Oxford. Vài tuần sau đó, Rebecca tìm được công việc trông coi hai đứa trẻ tại thị trấn Chelsea. Yêu cầu cực khắt khe, đãi ngộ kinh hoàng. Mọi việc tưởng chừng rất dễ dàng. Ban đầu, chủ gia đình tỏ ra rất thân thiện với Rebecca và không coi thường bằng cấp của cô. Nhưng những bậc phụ huynh này có yêu cầu rất khắt khe với con cái. Họ muốn chúng phải vào được những trường đại học danh giá và thường xuyên mắng nhức mỗi khi những đứa trẻ làm sai. Đương nhiên, bảo mẫu cũng sẽ chịu trận. Rebecca bị người cha hét vào mặt chỉ vì cô nghe những bài hát mà ông ta cho rằng không có ảnh hưởng tốt tới đám trẻ. Cô không được phép nói về văn hóa, chính trị vì cặp phụ huynh này nghi ngờ cô sẽ truyền tải những thông tin không đúng đắn và ảnh hưởng tới việc học của con họ. Rebecca đã làm việc ở đây trong vòng 6 tháng rồi rời đi. Trong thời gian làm bảo mẫu, cặp vợ chồng liên tục yêu cầu cô tăng ca, nhưng cô đã từ chối, vì vậy mà họ đã tỏ vẻ không hài lòng. Rebecca cho rằng bản thân rất mạnh mẽ khi bám trụ trong căn nhà đó tới nửa năm. Sau sự việc này, cô khẳng định sẽ không bao giờ làm việc cho giới nhà giàu nữa dù lương thưởng có nhiều tới đâu. Không chỉ Rebecca mà nhiều bảo mẫu khác cũng có trải nghiệm tương tự khi sống chung với giới nhà giàu. Cô Saza, 28 tuổi, cho biết tôi đã làm bảo mẫu cho một gia đình tỷ phú. Mỗi khi đi máy bay, họ sẽ ngồi ở khoang hạng nhất và chỉ cho tôi đi khoang phổ thông. Tôi phải di chuyển từ khoang này sang khoang kia liên tục để kiểm tra lũ trẻ. Tôi đã bị họ mắng chỉ vì bật hệ thống sưởi trong nơi ở cho bảo mẫu. Họ cũng yêu cầu tôi chỉ được ăn những đồ thực phẩm rẻ tiền từ siêu thị. Cô Sa Sơ, 24 tuổi, làm bảo mẫu cho một gia đình siêu giàu trong khi đang nghỉ hè. Cô nói, công việc của tôi là trông trẻ để cho đôi vợ chồng chủ nhà được hưởng toàn bộ thời gian nghỉ dưỡng với nhau mà không cần để mắt đến con cái nhưng tôi không được sử dụng tv hoặc ipad tôi phải giả vờ đóng làm cô giáo và chơi trò đi học với con họ tuy nhiên có không ít bảo mẫu may mắn gặp được những gia đình tốt và thật sự tôn trọng họ dù vậy khi bước chân vào những gia đình thượng lưu này khả năng cao là sẽ lành ít giữ nhiều jbekka cho rằng nếu đủ mạnh mẽ và thật sự cần số tiền lương khổng lồ đó thì chung sống với nhà giàu không phải là việc quá khó khăn